Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui chân bích chánh sư. Sa thú lành thai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thăng Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con sư thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được nhiều là rõ. Con sư thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm, Đại Đức Trịnh Nhẫn cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ, các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục với cái chương trình vì pháp sơ cấp. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học lại tiếp theo là cái phần cảnh, cảnh yếu hiệp, với chi tiết là cảnh dục giới. Vậy thì trước khi bắt đầu vào thời gian, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhavantang apikwa demi sokato bhagavata thammo thannamassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang nammami lokassa nathang varamuttamahang buddhang chak dhammang chak bhannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính nhân đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, tiếp theo cái bài học ngày hôm nay là cảnh dục giới. Cảnh dục giới đó, thì chúng ta nên nhớ rằng là đối với cái pháp dục giới đó, thì chúng ta chỉ lấy sắc pháp nè, rồi cái tâm dục giới nè, rồi tâm sở phối hợp với tâm dục giới. Nhưng mà khi mà gọi là cảnh dục giới là tại sao? Là tại vì lúc này chúng bị lúc này những cái đối tượng này bị tâm biết, thành ra lúc đó chúng ta gọi là cảnh dục giới. Khi nào mà những cái pháp này bị tâm biết thì lúc đó là chúng ta gọi nó là cảnh dục giới. Vậy thì ngay cả cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, những cái cảnh này á, thì nó cũng được liệt kê vào ở trong cảnh dục giới. Nhưng mà trong cái tập này nó bị loại trừ ra là tại sao vậy quý vị? Tại vì để cho chúng ta phân biệt, chúng ta biết những cái cảnh kia nó rõ hơn. Ví dụ như bây giờ mình biết cảnh sắc thì mình nói đó là cảnh sắc thì chứ mắc chi gì mà chúng ta phải nói nó là cảnh dục giới đó. Vậy thì ở đây đó chúng ta loại trừ ra cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và luôn ra cảnh ngũ, chúng ta loại trừ ra để chi? Để chúng ta phân biệt riêng từng khía cạnh. Do vậy đó mà quý vị thấy rằng vi diệu pháp là phân tích ra từng chi tiết nhỏ như vậy, để cho chúng ta để chúng ta không lẫn lộn về các pháp. Rồi vậy thì chúng ta nên nhớ rằng là đối với cái dục giới, cái pháp dục giới là cái pháp nào? Là bao gồm sắc pháp, rồi tâm dục giới và tâm sở phối hợp với tâm dục giới đó. Thì khi nào mà tâm biết những đối tượng này thì lúc đó gọi là cảnh dục giới
gọi là cảnh dục giới. Vậy thì chi pháp của cảnh dục giới đó, chi pháp của cảnh dục giới thì gồm có 21 sắc pháp, 54 tâm dục giới, 52 tâm sở hợp, 52 tâm sở hợp. Vậy thì chúng ta có nhớ rằng là tại sao mà chúng ta có 28 sắc pháp mà chúng ta lấy 21 sắc pháp không? Nào, quý vị có nhớ, quý vị có nhớ cái điều đó không? Hình như là từng vừa rồi chúng ta nghĩ, là từng vừa rồi chúng ta nghĩ, thành ra lâu lâu mà chúng tôi hỏi lại ở trong lớp học mình, có vị nào nhớ thì chat lên dùm, chúng ta đưa lên bảng, đưa lên màn hình dùm. Cái này là cái phương thức để cho quý vị dễ nhớ bài, quý vị dễ nhớ bài đó. Cái này và chúng ta có 28 sắc pháp, mà bây giờ chúng ta lấy cái ở trong cái phần sắc á, chỉ có 21 sắc thôi. Chúng ta lấy ở trong cái phần sắc chỉ có 21 sắc thôi. Vậy thì chúng ta trừ cái gì? Chúng ta lấy cái gì? Chúng ta trừ cái gì? Đó, 28 sắc pháp mà chúng ta lấy chi pháp là có 21 sắc pháp thôi. 21 sắc pháp thôi, vậy mình trừ ra cái gì quý vị? Để coi gì Nhật Quỳnh ghi là cái gì? Đất, lửa, gió, đúng là 3 rồi. Sắc cảnh sắc là 4, sắc cảnh thân là 5, sắc cảnh khí cái gì cảnh tỷ, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, đúng rồi. Đất, lửa, gió là 3, sắc cảnh sắc là 4, sắc cảnh thân là 5, sắc cảnh khí là 6, sắc cảnh vị là 7, đúng rồi. Trừ ra 7 còn 21 nha. Sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, đúng rồi. Nhà xa tú lên thai. Điều này mà chúng ta mấy cái này coi gì chứ, mai mốt mà lên những cái lớp khác chúng ta nhắc lại cái điều này á, nhắc lại cái điều này là do nhờ những cái bữa học này, những cái ngày học này mà chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng được nhắc lại đó, thì mai mốt nó tự nhiên trong tâm của chúng ta nó ăn vô trong tâm luôn à, và nó ăn vô trong tâm của chúng ta luôn rồi, thành ra đó khi mà nhắc lại là quý vị tự đọc, quý vị trừ lúc đó mình không có bị lộng cộng. Quý vị biết học cái môn này á, nó cũng ngộ lắm. Thí dụ như mình ngồi mà mình nghe giảng á, tự nhiên cái 28 sắc pháp mà mình lấy 21 sắc pháp á, cái trong đầu mình á, nó cứ suy nghĩ không biết trừ ra cái sắc nào mà tự nhiên giờ mình quên rồi. Thì ở trong tâm của mình á, lúc đó mình bị lúng túng ngay cái chỗ này thì coi như là mình không theo dõi bài được. Quý vị thấy cái môn học này á, nó cũng rất là lạ. Khi mà chúng ta mà theo dõi mà chúng ta hiểu được á, chúng ta học tự nhiên chúng ta thấy nó rất là thích thú. Nó rất là thích thú. Còn nếu mà trong tâm của mình á, lúc đó mà mình bị chững lại tí xíu thôi, chững lại tí xíu thôi là coi như là tự nhiên là mình không có theo bài kịp, chúng ta không có theo bài kịp. Thành ra đó, quý vị thấy rằng có những cái học viên á, người ta rất là kỹ, người ta ghi âm lại, người ta ghi âm lại ngay chỗ đó, người ta về người ta nghe lại. Ngày trước á, thì lúc mà chúng tôi học á, thì cái thời đó chưa có những cái máy điện thoại mà nó thuộc về mà nó tốt, có nghĩa là giống như là cái headset, mấy cái điện thoại thông minh á. Sau này á, thì các vị Phật tử, nói chung là sau này mọi người ai cũng có những cái điện thoại đó rồi, nó cũng rất là tiện. Quý vị có những vị rất là hay khi mà cái vị giáo thọ sư đứng ở trên bảng rồi ghi cái gì trên đó không biết, cái vị đó chú ý lắng nghe. Sau khi mà định bôi bảng á, thì người ta đưa cái điện thoại lên, người ta chụp ở cái màn hình cái. Thì quý vị thấy hồi xưa á, mình phải vừa viết mình vừa nghe, còn bây giờ người ta chụp hình lại một cái xong rồi á, người ta chịu khó về người ta sắp xếp lại, người ta sắp xếp lại. Thành ra quý vị thấy rằng thời nay nó học rất là dễ, rất là hay hơn lúc trước quý vị.
Và sẵn ở đây đó thì chúng tôi cũng nói luôn, sẵn lúc ở đây chúng tôi cũng nói luôn, quý vị biết rằng vừa rồi cái chuyến đi Lào vừa rồi đó, chúng tôi có thời gian đó, thành ra chúng tôi coi đó, cái chương trình ở bên Thái đó, rất là hay nha quý vị. Có nghĩa là có nghĩa là đối với tâm và tâm sở đó, cái người Thái đó, người ta học xong đó là quý vị biết đó, ngay chỗ cái tâm đó, là ở cái vòng tròn đó, chính giữa người ta ghi con số đó luôn. Tại vì con số đó luôn có nghĩa là cái tâm đó nó phối hợp được bao nhiêu tâm sở. Rồi ngay chỗ cái phần mà tâm sở đó, người ta cũng ghi cái con số ở trong cái vòng tròn đó luôn. Để chỉ quý vị, để cho người ta biết tâm sở này có mặt được trong bao nhiêu. Thí dụ như bây giờ đó, cái tâm sở này đó, nó có mặt được ở trong tất cả là 89 tâm. Thì người ta ghi cái số 89 luôn. Người ta ghi cái số 89 ở trong nó luôn. Đó thì quý vị thấy rằng chúng tôi phát hiện ra một điều này nữa là thấy hay. Thành ra đó, và cảnh dục giới, đối với bây giờ chúng ta hỏi cái pháp dục giới là gì, bây giờ chúng ta hỏi cái pháp dục giới là gì. Giới là 21 sắc pháp nè, 21 sắc pháp nè, 54 tâm dục giới, 52 tâm sở đó. Rồi khi nào mà nó trở thành cảnh dục giới, khi nào mà nó bị tâm biết, khi nào mà nó bị tâm biết thì lúc đó chúng ta gọi là cảnh dục giới. Đó, nó rất là dễ hiểu quý vị. Ví dụ như bình thường quý vị thấy rằng âm thanh nó vẫn hiện hữu, hoặc là đối với các cái sắc tế, đối với các cái sắc tế nó vẫn hiện hữu. Ví dụ như là sắc khẩu biểu tri hay là thân biểu tri rồi đi, nó vẫn hiện hữu, nó vẫn hiện hữu. Nhưng mà khi chúng ta đưa tay lên, chúng ta biết đưa tay, khi mà chúng ta duỗi tay, chúng ta biết duỗi tay, chúng ta ngoái cổ, chúng ta biết ngoái cổ rồi đó, thì lúc đó là chúng ta biết với cái gì quý vị. Lúc đó nó trở thành cái đối tượng là cảnh dục giới, cảnh dục giới đó. Thì bình thường nó vẫn hiện hữu, thí dụ như bây giờ đối với tâm tham, tâm sân, tâm thiện gì đó của mình, nó sanh khởi, lúc đó tâm của chúng ta biết tâm có tham hay không có tham, tâm có sân hay là tâm không có sân, thì lúc đó nó trở thành gì quý vị? Cảnh dục giới, nó trở thành cảnh dục giới đó. Vậy thì cái pháp dục giới là sắc pháp, và tâm dục giới và những tâm sở phối hợp. Khi nào cái mấy anh chàng này nè bị tâm biết thì lúc đó gọi là cảnh dục giới đó. Quý vị thấy rằng nó rất là dễ, nó rất là dễ nè, chứ nó không có. Tại vì chúng ta nghe những cái danh từ Phật học chúng nó là lạ. À, còn khi mà chúng ta mà hiểu được cái chỗ này rồi thì chúng ta thấy rằng nó vẫn hiện hữu, nó vẫn sanh khởi bình thường. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa đến, là chúng ta nghe những cái danh từ này nó lạ rồi. Vậy thì đối với những cái tâm nào mà biết nhất định về cái cảnh dục giới, những cái tâm nào mà biết nhất định về cảnh dục giới, là chúng ta biết nhất định là chúng ta có những cái tâm nào quý vị? 17 tâm vô nhân, 17 tâm vô nhân, nó trừ ra cái tâm hướng ý môn thôi, nó trừ ra cái tâm hướng ý môn thôi. Tâm hướng ý môn là không phải là nó không biết, nhưng mà nó bất định, nó nằm ở trong cái phần bất định, có lúc nó muốn biết, nó biết, có lúc nó muốn không, nó không. Thành ra chúng ta không có đưa nó vào ở trong cái phần mà ở trong cái phần mà nhất định đó. Chứ quý vị nên nhớ như vậy. Có nhiều, tại vì hồi lúc trước chúng tôi trình bày á, người ta nói tâm hướng y môn không có biết cảnh dục giới hả sư? Nó không phải, tâm hướng y môn vẫn biết cảnh dục giới, nhưng mà nó bất định. Nó bất định lúc nào nó muốn, có lúc nó biết, có lúc nó không muốn.
là có lúc nó không có, không có cái sự mà hướng đến đó, thành ra đó là chúng ta không có đưa vô cái phần nhất định đó. Vậy thì đối với những cái cảnh dục giới đó, là chúng ta thấy rằng là biết nhất định, biết nhất định là 17 tâm vô nhân, 17 tâm vô nhân. Quý vị ngồi, quý vị đọc lại coi đó, quý vị ngồi, quý vị đọc lại: tâm nhãn sức thọ, tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, quả bất thiện, tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, rồi đó đó quý vị ngồi, quý vị đọc lại coi, thì quý vị thấy rằng những cái tâm này nó nằm ở đâu, nó nằm ở xung quanh, nó nằm ở các cái giác quan của chúng ta, hàng ngày nó sanh khởi, hàng ngày thì nó biết hết những cái cảnh nhục giới này, biết hết cảnh nhục giới này, nhưng mà cảnh này, những cái pháp này á, phải mà nó gặp nhau là nó bắt liền, thành ra đó chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta ngồi chúng ta suy nghiệm, chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ, tâm nhĩ thức của mình biết cảnh nhục giới không ta, biết sao không biết, nó nghe hoài gì, nó nghe âm thanh mà có âm thanh mà đúng khớp nó là nó nghe liền chứ có gì không đó. Thành ra có nhiều khi người ta nói rằng là ủa 17 tâm vô nhân, 17 tâm vô nhân biết cảnh dục giới là như thế nào, là như thế nào, có nói cái chuyện gì đó mà nó quá xa lạ không, nó có quá xa lạ không. Thì khi mà chúng ta biết tên được 17 tâm vô nhân này đó, thì chúng ta biết tên mà chúng ta hiểu cái trạng thái, cái phận sự của nó rồi á, thì quý vị thấy rằng á, là nó sanh khởi liên tục, nó sanh khởi liên tục, hãy mà có cảnh mà vừa với nó là tự nhiên là nó bắt cảnh được liền nó. Thành ra đó chúng ta nghe 17 tâm vô nhân, nó biết được, biết nhất định là những cái cảnh dục giới, thì chúng ta ngồi chúng ta xem xét lại 17 tâm vô nhân ở trong đó nó có gì. Nó có cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân đó. Rồi nó có tiếp thâu quan sát đó. Rồi khai ngũ môn đồ này kia đó. Thì chúng ta thấy rằng mấy cái anh chàng mà chúng ta vừa kể tên đó, thì nó là những cái giác quan của chúng ta thôi. Nó là những cái giác quan, nó nằm, những cái cơ quan nó nằm ở trong cái thân và tâm này thôi đó. Thành ra mà những cái cơ quan, những cái giác quan này nè, nó có tiếp xúc với cảnh hàng ngày, có từng giây từng sát na. Thành ra chúng ta thấy nó rất là hiện khởi một cách rất là liên tục. Nhưng mà tại vì chúng ta quen với cái pháp chế định, chúng ta quen với pháp chế định rồi, thành ra ít khi nào mà chúng ta để tâm đến những cái điều này. Vậy thì đối với những cái tâm vô nhân cũng biết cảnh dục giới, tám tâm đại quả cũng biết cảnh dục giới, tám tâm đại quả cũng biết cảnh dục giới, không biết thì sao đi tục sanh. Tâm đại quả làm cái gì quý vị? Tục sanh hộ kiếp và tử, tục sanh hộ kiếp và tử, thì nó làm gì mà nó không biết? Nó coi như là nó rất là kháng khích, rất là kháng khích ở trong cái đời sống của chúng ta, nó rất là kháng khích ở trong cái đời sống của chúng ta đó. Rồi vậy thì cái phần mà biết nhất định là những cái tâm này nó chắc chắn là nó sẽ biết cái cảnh đó, thành ra chúng ta gọi là biết nhất định. Còn biết bất định là như thế nào? Có lúc mà nó biết, có lúc nó không biết, thành ra chúng ta gọi là biết bất định. Biết bất định là cái cảnh dục giới đó, biết bất định 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tốt, tâm hướng ý môn, 2 tâm thông. Đó, cũng như quý vị thấy rằng 2 tâm thông này đó, 2 tâm thông này nó được liệt vào ở trong bất định là như thế nào. Có những vị người ta có thần thông, có lúc thì người ta dẫn thần thông lên người ta biết. Còn có lúc thì người ta không có thích dẫn thần thông, người ta không có thích dùng thần thông, thành ra hai cái tâm thông này được liệt kê vào cái phần mà gọi là phần bất định, được liệt kê vào cái phần bất định. Vậy thì ở trong cái cảnh dục giới đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là nó cũng dễ rồi, thành ra chúng ta chỉ nhớ
Khi mà nói đến cảnh dục giới thì trước tiên chúng ta coi cái dục giới, cái pháp dục giới là cái nào. Cái sắc pháp, rồi 54 tâm dục giới là gọi chung là tâm dục giới, rồi tâm sở phối hợp, mà tâm sở phối hợp với nó. Rồi vậy thì khi mà nó bị tâm biết, nó bị tâm biết thì lúc đó gọi là biết cái gì? Biết cảnh dục giới đó, thì nó dễ hiểu thôi. Đó, chúng ta nó đơn giản là chúng ta cho cái vấn đề đó nó đơn giản, nó sẽ thành đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp theo là cảnh đáo đại. Mahakata Ramana. Mahakata Ramana. Mahakata Ramana được nói đến là đáo đại. Đáo đại có nghĩa là cái gì quý vị? Đáo đại có nghĩa là đến nơi rộng lớn. Đến nơi rộng lớn. Mà những cái tâm này á là thuộc về thiền sắc và thiền vô sắc. Rộng lớn không? Rất là rộng lớn. Rất là rộng lớn. Thành ra đó gọi là đáo đại. Vậy thì á, có nghĩa là đối với những cái tâm này á, là nó chỉ thua những cái tâm mà, những cái tâm mà siêu thế thôi. Còn ngoài ra đối với ở trong tam thế này đó thì Mahakata này á, này là coi như là cái cảnh nó rất lớn rồi. Cảnh đáo đại. Đáo đại là đến nơi rộng lớn. Đáo đại là đến nơi rộng lớn. Có nghĩa là đây là những tâm thiền sắc giới và vô sắc giới. Đó 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc, cộng lại là 27 tâm. Thì 27 tâm này á, nó rộng lớn không? Rất là rộng lớn. Nó quý vị thấy rằng chứng thiền sắc giới về cõi sắc giới, là chứng thiền vô sắc về cõi vô sắc. Đó. Rồi á, nhiều khi mình đắc thiền, mình đắc những tầng thiền này, ăn no lên trên cõi trời sắc giới rồi, nghỉ ngơi trên đó. Đó thì chúng ta thấy rằng á, là coi như là nó rất là rộng lớn. Nó rất là phải nói rằng nếu mà trừ cái tâm siêu thế ra lại rồi thì chúng ta thấy rằng là rất là cao thượng. Nếu mà những cái thời nào, những cái thời kỳ mà những cái thời kỳ mà không có Đức Phật á, thì quý vị thấy rằng là những vị mà chứng thiền là coi như là số 1 rồi. Những vị mà chứng được là những cái tầng thiền này là coi như là số 1 rồi. Cái thời nay á, chúng ta thấy rằng chúng ta được nghe kinh điển Phật Pháp thì chúng ta còn biết được là có những cái trạng thái cao siêu hơn nữa. Đó là những cái tâm siêu thế. Chứ nếu mà thí dụ như mà không có Phật Pháp thì chúng ta thấy rằng là những cái tâm thiền này nó là số 1 rồi. Đó. Vậy thì cũng giống như cảnh dục giới. Đó. Khi nào những cái tâm này, những cái tâm đáo đại này và tâm sở đó phối hợp với nó, những cái pháp này á mà bị tâm biết thì lúc đó chúng ta gọi là cảnh đáo đại. Đó. Vậy thì chúng ta cái chi pháp của cảnh đáo đại á là 27 tâm thiền hiệp thế. 27 tâm thiền hiệp thế cùng với tâm sở hợp. Cái pháp đáo đại là 27 tâm thiền hiệp thế cùng với những tâm sở hợp. Khi nào nó bị tâm biết thì lúc đó gọi là cảnh đáo đại. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Pháp đáo đại là 27 tâm thiền hiệp thế cùng với tâm sở hợp. Khi nào nó bị tâm biết thì lúc đó
nó trở thành cảnh đáo đại. À, nó trở thành cảnh đáo đại ha. Rồi vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống ấy, khi nào mà cái tâm mà của cái vị đó biết được cảnh đáo đại, có nghĩa trường hợp nào mà lúc bấy giờ đó, những cái tâm đó đó nó làm cảnh cho tâm, nó làm cảnh cho tâm. Nói một cách nôm na đó là khi nào mà chúng ta thấy được những cái cảnh đáo đại này, khi nào mà chúng ta thấy được cảnh đáo đại này, khi nào mà chúng ta có thiền, chúng ta chứng thiền nha quý vị. Khi nào mà chúng ta chứng thiền, khi nào mà chúng ta có một cái lúc nào đó chúng ta chứng thiền, thì chúng ta gọi là lúc đó chúng ta biết được những cái tâm đó, thì lúc đó nó trở thành gọi là cảnh đáo đại. Vậy thì nó sẽ có ở trong những cái trường hợp nào? Thí dụ như là đối với những người mà khi mà đắc thiền, người ta phản kháng lại chi thiền, thì lúc đó đó là cái chi thiền, lúc đó đó tuy rằng cái vị hành giả đó đang sanh khởi tâm thiện dục giới hay là tâm di tác dục giới gì cũng vậy, thì cũng biết được 27 tâm thiền hoặc là 27 tâm thiền cùng với sở hữu hợp. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Bây giờ chúng tôi thí dụ thôi chứ không phải là chúng ta đắc thiền nha. Đừng có nghe lộn nghe. Có nghĩa là thí dụ như bây giờ á, chúng ta đắc thiền thì chúng ta lúc đó đó, khi mà lúc đó chúng ta hết nhập thiền rồi, chúng ta ngồi, chúng ta phản kháng lại, chúng ta xem thiền có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định gì đó, chúng ta ngồi, chúng ta xem xét lại đó, thì lúc đó, đó gọi là phản kháng, phản kháng chi thiền đó, thì lúc này á, là coi như là những cái chi thiền cái gì biết quý vị, bị cái gì biết, bị tâm thiện dục giới biết, bị tâm thiện dục giới biết, hay là tâm di tác, là ví dụ như là đối với những vị thánh a la hán cũng vậy, những vị thánh a la hán khi đó các vị ngồi, các vị cũng phản kháng chi thiền lại, thì cũng biết được những cái điều này. Thì trong khi đó gọi là chúng ta đang bất cảnh gì, bất cảnh đáo đại. Đại cảnh đáo đại này có tâm thiền sắc giới và tâm thiền vô sắc. Không biết chúng tôi trình bày đến cái chỗ cảnh đáo đại này quý vị có theo kịp không? Quý vị có theo kịp không? Quý vị có theo kịp không? Cho chúng tôi thấy có cái cảm giác như rung của chúng ta và xa thú đó. Thì bây giờ chúng ta chỉ nhớ gì nè, cái cảnh đáo đại đó, cái pháp đáo đại đó là những cái tâm thiền, những cái tâm thiền sắc giới và cái tâm thiền vô sắc và những cái sở hữu hợp ở trong đó. Thì bây giờ chúng ta nói gọn là tâm thiền vô sắc và tâm thiền sắc giới đi. Rồi khi nào mà một cái ví dụ như chúng ta đó tu tập, chúng ta đắc được cái tầng thiền đó, chúng ta đắc được cái tầng thiền đó, rồi chúng ta ngồi lại, chúng ta xem phản kháng, là xem xét lại cái chi thiền hoặc là xem xét lại cái tầng thiền mà chúng ta đắc, thì lúc đó, đó là cảnh đáo đại, lúc đó là cảnh đáo đại nha quý vị, đó là chúng ta đang bắt cảnh đáo đại. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Rồi cái trường hợp nữa là thí dụ như cái vị mà có tha tâm thông, cái vị có tha tâm thông sẽ biết được tâm của người khác, biết được tâm của người khác. Thì thí dụ như quý vị thấy rằng những người mà đắc tha tâm thông đó, thì người ta biết mình có thiền hay là không có thiền. Người ta biết những người mà người ta có tha tâm thông đó,
Thì những cái vị đó thì phải sao quý vị? Cái vị đó là phải từ ngũ thiền trở lên, thì có thần thông nữa, thì cái vị đó mới gọi là có tha tâm thông. Thì ta tha tâm thông thì biết được cái chúng sanh cái nguyện hành giả A, hành giả B đó đó, đắc là nhị thiền hay tam thiền hay tứ thiền hay là sơ thiền gì đó. Thì vậy thì trong cái trường hợp mà bắt cảnh đấu đại nữa thì coi như là do tâm thông bắt được, do tâm thông biết được cái cảnh đấu đại này, tâm thông biết được cảnh đấu đại này. Hoặc là đối với ngài Anuruddha thì quý vị thấy rằng ngài Anuruddha theo dõi cái thời điểm mà Đức Phật sắp viên tịch niết bàn, đó có nghĩa là lúc đó là coi như là nhập vô tầng thiền nào rồi xuất khỏi tầng thiền đó, rồi nhập vô tiếp tầng thiền nào rồi xuất khỏi tầng thiền đó, thì đó là do tha tâm thông do tha tâm thông biết được Đức Thế Tôn đang ở trong cái tầng thiền nào luôn đó. Thì coi như là lúc đó là bắt cái cảnh gì quý vị? Cái cảnh đáo đại. Chúng tôi giới thiệu những cái trường hợp này để cho quý vị biết được rằng là trong cái lúc đó, trong những cái tình trạng nào mà mình biết được cái cảnh đáo đại, trong cái tình trạng nào mà biết cảnh đáo đại. Chứ chúng tôi không nói về cái chuyện mà ai đắc chứng hết. Chúng tôi chỉ giới thiệu thí dụ những cái trường hợp đó để cho quý vị biết rằng là cái trong cái trạng thái đó đó là cái vị đó, hoặc là trong cái trạng thái đó là mình biết cảnh đáo đại, mình biết cảnh đáo đại đó. Rồi cái trường hợp nào nữa quý vị? Những cái vị mà tu tập, thí dụ như cái vị mà tu tập mà thiền vô sắc với cái đề mục thức vô biên xứ thì cũng phải biết cảnh đáo đại. Tu đề mục thức vô biên xứ thì phải tâm phải bắt cảnh đáo đại với chính là cái gì quý vị? Không lấy những cái trạng thái còn sót lại của không vô biên xứ để mà tu tập để mà chứng đắc thức vô biên xứ. Rồi cái vị mà tu tập cái tầng thiền mà phi tưởng xứ thì phải lấy các hành còn sót lại của vô sở hữu xứ để tu tập chứng đắc phi tưởng xứ đó. Thành ra chúng ta thấy rằng là đối với cái vị mà đang tu tập về cái thiền mà vô sắc với cái đề mục là thức vô biên xứ và phi tưởng xứ thì cũng chắc chắn là phải biết cảnh đáo đại. Chắc chắn là phải biết cảnh đáo đại, vì cảnh đáo đại gồm có cái gì? Gồm có 12 tâm thiền, và xin lỗi, 15 tâm thiền sắc giới và 12 tâm thiền vô sắc đó. Thành ra chắc chắn là biết được rồi. Vậy thì gồm một cái trường hợp nữa, chúng ta nhớ tưởng lại cái sự chứng đắc của thiền. Thành ra đó là lúc đó chúng ta cũng bắt cảnh đáo đại. Chúng ta nhớ tưởng lại cái sự chứng đắc của thiền, thành ra lúc đó chúng ta cũng bắt cảnh đáo đại. Rồi vậy thì đối với cái tâm nào mà biết cảnh đáo đại, nhất định là ba tâm thức vô biên xứ và ba tâm phi tưởng xứ. Là ba cái tâm này hồi nãy chúng tôi nói là khi mà mình tu tập, mình chứng đắc cái tầng thiền này á, thì coi như là mình phải trước đó, là mình phải biết được không vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Thành ra sáu cái tâm này nè chắc chắn nhất định là biết cảnh đáo đại, rồi còn đối với biết mà bất định á, là còn lại là 31 tâm. Thí dụ trong đó là có tâm hướng ý môn nè, 12 tâm bất thiện nè, 8 tâm đại thiện nè, 8 tâm đại tố nè, 2 tâm thông. 2 thông thì chúng tôi đã thí dụ cho quý vị biết rồi. Những vị mà có thần thông đó thì coi như là biết mình đang an trú ở trong thiền sắc hay là thiền vô sắc.
Mấy vị mà có thần thông biết mình đắc được sơ thiền hay là nhị thiền, là nói chung là mấy vị có thần thông là biết được cái cảnh đau đại, là biết được cảnh đau đại, thì cái đó là một điều nó chúng ta dễ hiểu rồi. Vậy thì ở đây đó chỉ có một cái điều á, là chúng ta thấy lạ, là 12 cảnh đáo đại, 12 tâm bất thiện mà cũng biết cảnh đáo đại, là tại sao vậy? Là tại sao vậy quý vị? Tại vì có những vị khi mà nhớ tưởng lại những cái trạng thái của thiền, những cái trạng thái của thiền thì coi như là phát sanh tâm tham cũng có. Có người nhớ tưởng lại cái trạng thái của thiền phát sanh cái tâm tham, có người nhớ lại cái trạng thái của thiền phát sanh cái tâm sân. Hồi lúc trước mình tu tập mình đắc thiền vậy đó, trạng thái đó vậy đó, mà mình không có gìn giữ cái ấn chứng của thiền để cho nó mất đi cái trạng thái đó rồi, phát sanh lên cái sự mà bực tức, phát sanh lên một cái sự cũng như là hối tiếc, phát sanh lên một cái sự hối tiếc. Rồi có những vị khi mà đắc thiền nhớ tưởng rồi sau đó hoại thiền, rồi nhớ tưởng lại cái trạng thái đó rồi hoài nghi, hoài nghi về thiền đó. Hoặc là có những cái trường hợp á, quý vị thấy rằng là coi như là không có hoại thiền nhưng mà cũng hoài nghi, không có hoại thiền mà cũng hoài nghi nha quý vị. Ví dụ như cái trường hợp Sunakata, Sunakata khi mà tu tập vào xuất gia, tu tập chứng đắc tới thiên nhãn thông luôn quý vị, ngũ thiền mà có thiên nhãn thông nữa. Sunakata đó là quý vị biết rằng là chứng đắc ngũ thiền mà có thiên nhãn thông, rồi mới không được thiên nhĩ thông, rồi mới đi xin Đức Phật bạch Đức Thế Tôn chỉ cho con tu tập để mà con đắc thiên nhĩ thông đó. Rồi Đức Phật coi như là không có chỉ cho Sunakata, vì rằng Đức Phật quán xét thấy Sunakata là ở trong quá khứ đó, là bị cái nghiệp mà búng cái viên sạn vô cái lỗ tai của một cái vị Phật độc giác, thành ra do cái nghiệp đó bây giờ không có đắc được thiên nhĩ thông, thành ra Đức Phật không có dạy cái vị này luyện thiền để mà đắc thiên nhĩ thông. Thì lúc này Sunakata mới suy nghĩ rằng rồi chắc Đức Thế Tôn không có thiên nhĩ thông, thì làm gì mà dạy mình được đó. Thì quý vị thấy không, trong cái trường hợp hiện tại như vậy vẫn phát sanh lên hoài nghi, đó. Bây giờ tự nhiên đi năn nỉ Đức Phật dạy cho mình thiên nhĩ thông, thì có nghĩa là Sunakata đã đắc được ngũ thiền mà có thiên nhãn thông rồi, nhưng mà bây giờ muốn luyện thêm thiên nhĩ thông nữa, rồi bây giờ tự nhiên năn nỉ Đức Phật và tâm nhiều trí cũng gọi là tâm thông đó, thì quý vị thấy rằng đối với Sunakata lúc đó xin Đức Phật, Đức Phật không dạy. Đức Phật quán xét biết ông ở trong quá khứ ông búng cái viên sạn nó vô mà lỗ tai của vị Phật độc giác, mà từ bên lỗ tai này mà xuyên qua lỗ tai kia luôn đó. Bây giờ thì do cái nghiệp đó sao mà luyện đắc được thiên nhĩ thông, thành ra Đức Phật không có chỉ cho, không có dạy cái đề mục đó cho Sunakata. Sunakata nó mới có phát sanh lên cái hoài nghi, rồi chắc Đức Phật, Đức Thế Tôn đâu có thiên nhĩ thông đâu mà sao dạy cho mình được thiên nhĩ thông đó. Thành ra trong cái trường hợp đó cũng phát sanh lên cái sự hoài nghi đó, quý vị thấy không? Chứng được biết cảnh đáo đại có nghĩa là cái vị đó quý vị có thấy rằng là có đắc được thiền, có đắc được thiền đáo đại, rồi nhớ đến, nghĩ đến cũng phát sanh lên hoài nghi. Thành ra trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng 12 tâm bất thiện vẫn biết cảnh đáo đại là tại sao? Tại vì những cái tâm bất thiện, những cái người này đó khi mà nhớ lại cái trạng thái thiền
có thể phát sanh lên tâm tham hoặc là tâm sân, có thể phát sanh lên cái sự hoài nghi, cái sự hoài nghi đó. Còn đối với tám tâm đại thiện đó thì nó nằm ở trong lộ phản kháng về thiền, phản kháng về thiền này kia thì biết cái cảnh đấu đại thì cái trường hợp đó bình thường, cái trường hợp đó là bình thường quý vị đó. Còn đối với hai tâm thông thì là bình thường, biết được khi mà mình chứng đắc mình có thần thông, mình biết được cái vị đó là sơ thiền hay là nhị thiền gì đó vân vân, hoặc là chúng ta biết được tâm ý của người đó. Đó thì cái chuyện mà đối với hai tâm dự trí hay là hai tâm thông thì biết được cảnh đấu đại là một cái chuyện bình thường mà chúng ta không có cần quan tâm. Đó, rồi, vậy thì chúng ta đã học qua được cảnh dục giới và cảnh đấu đại, cảnh dục giới và cảnh đấu đại. Thôi bây giờ chúng ta ráng học thêm cảnh niết bàn đi, cảnh niết bàn. Nhờ chúng ta ráng học thêm cảnh niết bàn. Niết bàn á có nghĩa là một cái trạng thái tịch tịnh tuyệt đối. Niết bàn chúng ta nên nhớ rằng bây giờ hỏi niết bàn á là chúng ta biết rằng là nó tịch tịnh tuyệt đối. Có nghĩa là nó không có dính líu quan hệ gì với tham sân si. Khi nào mà tâm của chúng ta mà thấy là bị đã chặt được cái gốc rễ tham sân si tà kiến ngã mạn hoài nghi rồi đó, tâm của chúng ta mà mình thấy rằng là mình chặt đứt cái gốc rễ luôn rồi đó, là coi như là đó là cái trạng thái mình đạt đến niết bàn. Nhưng mà nói vậy nha, chứ khó lắm nha quý vị, chứ nhiều khi đừng có nói mà bây giờ mà mình tu, con tu trong cái thời gian này cái tâm của con là coi như là nó hết tham sân si rồi. Có nghĩa là có nhiều khi do mình hoan hỷ trong cái đời sống tu tập, hoặc là những cái tư tưởng của mình mình sắp xếp nó hết. Cái chuyện gia đình thì con trai con gái nó lo. Rồi bây giờ con cháu nó cũng lớn rồi, hay là mình cũng có một chút tài sản để mà dự phòng ở đó, bây giờ chỉ có dự phòng để nuôi thân, rồi bây giờ yên tâm tu, rồi mình tu tập rồi mình cũng gặp, nói chung là cái hoàn cảnh nó thuận tiện, cũng ai người ta cũng quan hỷ với mình, thành ra mình cũng không bị ai liếc ai hái gì hoặc là ganh tị. Thành ra chúng ta thấy đời sống tu tập của chúng ta nó hanh thông, nó nhẹ nhàng, rồi lúc đó chúng ta tưởng là tham sân si nó không còn. Cái điều đó nó không phải. Cũng như lúc trước chúng tôi còn ở trên núi, quý vị biết không, chúng tôi còn ở trên núi thì có một cái sư cô đó, một cái sư cô đó lên bạch với cái vị thầy đó, mà cái vị thầy đó đang ngồi mà uống trà với những cái vị thầy bạn. Nói dạ bạch thầy, con giờ con hết tham sân si rồi. Đó, quý vị thấy cái sư cô đó đó, cái vị sư cô đó đó, tự nhiên mấy cái vị thầy người ta đang ngồi á, tự nhiên lên bạch với thưa thầy, bây giờ con hết tham sân si rồi. Thì quý vị biết rằng cái vị thầy đó đó nói chung là cũng quá thô thiển, cái vị thầy đó cũng quá thô thiển, cũng như nhìn thấy ghét quá, nhìn thấy ghét cái cách mà nói chuyện của sư cô này. Thành ra cái vị thầy đó mới phun nước miếng vô mặt, phun nước miếng vô mặt cổ vậy đó. Thì quý vị biết cô tán giòn một cái, rồi thì quý vị thấy rằng là rõ ràng rồi, coi như là lòi ra, bên này cũng tha, bên này cũng sân mà bên kia cũng sân, quý vị đó quý vị thấy không đó. Thành ra đó những cái trường hợp này á, thật ra đó là quý vị biết rằng là con người mình nói vậy chứ là mình nó vừa cái gì chút xíu thôi, vừa có một cái chút gì chút xíu thôi là chúng ta khởi lên liền, chúng ta khởi lên cái tham sân si liền đó. Tự nhiên cái chuyện mà quý vị thấy là bình thường mình đạo mạo, mình ngồi uống trà đàm đạo, mình uống trà đàm đạo ha, ngồi chiểm trệ, ngồi giống như là thiền sư,
À, giống như là thiền sư lúc nào tâm mình cũng an trú ở trong thiền, tay thì cũng cầm sâu chuỗi, mắt thì cũng liêm diêm, cái người đó thì đi đến thì cũng tào lao, tự nhiên người ta chỗ của người ta đang ngồi ở đó rồi mình chạy lên, mình nói giờ mình tu tập mình hết tham sân si rồi, thì gặp những cái vị đó thì nói chung là thí dụ như gặp như chúng tôi thì chúng tôi nói thôi cô hết tham sân si rồi, thôi cô về cô tiếp tục cô ở đâu riêng đi, còn những chỗ này người ta còn tham sân si cô đừng có đến, hay là nói chung mà mình nói sao cho người ta đi về đi cho người ta tỉnh là bớt không. Còn này thì cái ông này ông không vậy thì ông phun nước miếng vừa bạch thầy, giờ có hết tham sân si rồi thầy, thì ông thầy nó ông nghe ông ghét lắm quý vị, nghe ông ghét mấy cái người mà tào lao á, mấy cái người mà cũng như là mấy cái người mà không có biết người, không biết mình, không biết ta đó, vừa nói với ông vậy ông nghe ông ghét quá rồi, thành ra ông phun nước miếng vô mặt ngay trời ơi. Thì quý vị biết là gặp cô này cổ cũng vừa nó cổ tán ở bàn tay liền, thì quý vị thấy rằng lúc đó ngồi á, mình nhìn cái cảnh tượng á, đúng là thiệt phải nói rằng là bát nháo, giống như là một cái nồi cắm heo. Thật sự ra đó thiền môn là cái chốn an tịnh, quý vị công nhận không, thì cái người đó người ta đã sai rồi, thì mình thấy ngay chỗ đó, lúc đó mình dạy không được, tại vì cái tâm người đó nó quá ngạo mạn, mình dạy không được mình thôi mình đuổi xuống đi. Thôi, đắc đạo rồi đi chỗ khác đi, đi về cái nơi xa đi về cái phương xa, về cái nơi khác đi, còn cái nơi này cái chỗ này chưa có đắc đạo luôn nha. Cái chỗ này là chưa có ai đắc đạo đâu, thành ra mình đừng có lợi đây mà mình nói ha. Đó, thì nói chung á, thì nếu mà đối với thiền môn á, là thiền môn thanh tịnh đó, thì chúng ta phải có cái sự mà giải quyết bằng cái cách nào đó. Tự nhiên giải quyết bằng cái cách này thì nó lồi lên, là nó lồi lên hai bên, bên nào cũng sân, bên nào cũng xấu hết quý vị. Thật sự ra chúng tôi đó, quý vị biết không, chúng tôi có nhiều khi đó, có những cái lúc đó mình cũng sân lên, mình cũng sân lên rồi khi mà mình trở về phòng mình ngồi lại đó, thì mình thấy rằng là cái điều đó nó xấu quá, cái điều đó nó xấu quá quý vị. Mình nhìn mình mắc cỡ chứ, mình nhớ lại cái trạng thái đó mình mắc cỡ, rất là mắc cỡ. Thành ra đó, chúng tôi nói á, cái trạng thái của Niết Bàn là gì? Chúng ta nhớ rằng là khi nào mà cái người nào mà người ta đã đoạn tận gốc rễ của tham, của sân, của si, rồi tà kiến hoài nghi ngã mạn đó, đoạn tận những cái gốc rễ đó hết, thì coi như là gọi đó là cái vị ấy chứng Niết Bàn. Nhưng mà cái trạng thái này là coi như là chúng ta chắc cái quả địa cầu này nó thành trụ hoại không, mình chắc nó cũng phải mấy chục lần nữa đó, chúng ta mới đạt đến cái trạng thái này nha. Mình diễn tả như vậy thôi chứ không phải là bây giờ là mình tu được vài bữa rồi tâm mình nó yên yên rồi mình nói là mình hết tham sân si, giống như cái sư cô đó là chết luôn đó, là không có được. Gặp ông nào không nghe, không tức quá, không tán con cái là lúc đó là khóc ào lên nha đó. Cái đó là rất là nguy hiểm. Rồi vậy thì cái trạng thái của Niết Bàn là thanh tịnh, tịch tịnh tuyệt đối. Khi mà nó bị tâm biết thì lúc đó chúng ta gọi là cảnh Niết Bàn. Khi mà bị tâm biết thì gọi là cảnh Niết Bàn đó. Khi mà tâm biết chứ không phải là tâm có trong Niết Bàn, có nghĩa là tâm của chúng ta biết cái trạng thái đó, thì coi như là lúc đó là gọi là cảnh Niết Bàn, nha quý vị. Đó, chúng ta coi vậy đó, chứ nó xê dịch chừng một ly là nó đi một dặm á, tâm mình biết cái trạng thái tịch tịnh đó thì lúc đó gọi là biết cảnh Niết Bàn, chứ chúng ta không phải chứng Niết Bàn, chúng ta không phải chứng Niết Bàn đó. Vậy thì
Cái chi pháp của cảnh Niết Bàn thì cũng chính là Niết Bàn. Là chi pháp của cảnh Niết Bàn thì cũng là chính là Niết Bàn nha. À, chính là Niết Bàn. Rồi cái tâm mà biết cái cảnh Niết Bàn nhất định á, là 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế là coi như là chúng ta thấy rằng bắt cảnh Niết Bàn. 40 tâm siêu thế bắt cảnh nha. Chắc chắn nhất định 40 tâm siêu thế là phải biết cảnh Niết Bàn. Tâm sơ đạo lần đầu tiên nhận lấy cảnh Niết Bàn, tâm sơ quả rồi nhập thiền quả, an trú ở trong cái trạng thái đó. Đó là chúng ta thấy rằng những cái tâm đó là coi như là nhất định biết cảnh siêu thế, là nhất định biết cảnh Niết Bàn. Còn biết mà về mà bất định á, là biết về bất định á, là coi như là tâm hướng ý môn, là những cái tâm mà động lực, là những cái tâm động lực dục giớ mà hợp trí đó nha. Những cái tâm động lực dục giớ hợp trí có nghĩa là bốn tâm đại thiện, là bốn tâm đại thiện và bốn tâm đại tố mà hợp trí đó. Quý vị thấy không, học cái chương trình này á, rồi nó quay lại, nó liên quan đến cái phần tâm mà lúc trước mình học, à, đến cái phần tâm mà lúc trước mình học đó. Đó thì chúng ta thấy rằng là đối với tâm hướng y môn, hướng y môn thì nó sanh khởi trong lộ ý, thì chúng ta mới biết được, là chúng ta mới biết được cái cảnh đó. Thành ra tâm hướng y môn cũng biết cảnh Niết Bàn với một cách bất định lực, là dục giớ mà hợp trí, là động lực dục giớ hợp trí cũng biết cảnh Niết Bàn. À, cũng biết cảnh Niết Bàn là do quý vị, do lúc đó, là do lúc đó là quý vị biết làm gì không? Cái Gô Chá Phu thì nó vẫn còn nằm ở trong tâm đại thiện. Gô Chá Phu trước khi nhận được là cái cảnh mà cảnh Niết Bàn, trước khi mà tiến bậc lên ở trong cái lộ đắc đạo, thì coi như là trước lúc mà mình đắc đạo thì cũng bằng cái tâm gì? Bằng cái tâm đại thiện hợp trí. Thành ra đó quý vị thấy rằng là đối với là biết cảnh Niết Bàn á, thì ở trong đó, đó nó có cái tâm là gọi là động lực dục giớ mà hợp trí, là động lực dục giớ mà hợp trí. À, hoặc là đối với cái tâm tố, là tâm tố á, là do cái vị đó phản kháng lại cái lộ đắc đạo, là hoặc là cái vị đó là lúc đó là trước khi nhập thiền quả, là nhập thiền quả thì coi như là cũng sanh thở lên, thí dụ như là mọi những vị thánh hữu học đi, là trước khi nhập thiền quả thì cũng sanh thở lên là những cái tâm, là những cái tâm đại thiện. À, hoặc là đối với vị A La Hán trước khi nhập thiền quả thì cũng sanh khởi lên một trong những tâm đại tố hợp trí. Đó thì cái điều này chúng tôi nói sơ qua cho quý vị biết thôi, thì chúng ta chỉ cần biết là chúng ta nhớ là đối với những cái tâm mà dục giớ mà nó hợp trí á, là những cái tâm dục giớ mà nó hợp trí á, nó nằm ở trong cái phần dục giớ đó, mình lấy hết vô hợp trí, là lấy hết vô thì những cái tâm đó nó biết cảnh Niết Bàn. À, nó biết cảnh Niết Bàn nha. Đó, chúng ta chỉ cần nhớ như vậy thôi. Rồi, vậy khi nào cái trạng thái tịch tịnh tuyệt đối là Niết Bàn, tâm biết được cái cảnh đó gọi là cảnh Niết Bàn. À, rồi còn cảnh đáo đại là những cái tâm thiền sắc giới và vô sắc giới, khi bị tâm biết gọi là cảnh đáo đại. Rồi những cái pháp dục giớ, sắc pháp, tâm và tâm sở, khi nào bị tâm biết thì gọi là cảnh dục giớ. Đó, chúng tôi gom gọn lại cho quý vị vậy đó. À, rồi bây giờ bài học của chúng ta hôm nay thì đến đây cũng quá với thời gian rồi. À, chúng tôi xin được dứt lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được. À, xin thành tâm dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phút này đến vô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. À, còn
cho quý ngài quý vị luôn luôn được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại chư vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quân vị, luôn cả các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, luôn cả các vị long vương càn thát bà ngã quỷ A-tu-la, những chúng sanh già so, chư thiên chúa dương dương, tất cả chúng sanh trong bà giới bốn loài, mong quý vị hưởng được phước này để được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giả. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đầy đức Phật tính đã giảng bài pháp cú.